Đây là hình ảnh thực tế của mũi khoan xuống đất trồng cây lâu năm rất cứng và còn rất là nhiều loại rễ nhỏ. Đây là hình ảnh thực tế của lỗ khoan đường kính 250. Đây là đất trồng cây lâu năm rất là cứng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.